Chào các bạn, tôi quay trở lại rồi đây. Thần thám vô ảnh là một cuộc hành trình nguy hiểm qua vùng đất dữ của Trung Quốc vào thời phong kiến, nơi bị cai quản bởi các thế lực xấu và chịu ảnh hưởng của đám thổ phỉ hung tàn. Sau một vài vụ thảm sát không thể giải thích được xảy ra ở một vùng sa mạc hẻo lánh, Tư Mã Phi Yến là nữ thám tử bóng tối nổi tiếng và hung dữ. Cô phải sử dụng tất cả sự thông minh, khôn ngoan và kỹ năng cung phu của mình để tìm ra những kẻ thù ác và giữ vững công lý. Mặc dù không còn là người của triều đình, Phi Yến vẫn đam mê trừ gian diệt ác. Ngày hôm nay cô đến đòi lại công lý cho 25 mạng người đã bị đám nghịch tặc này giết chết. Chúng còn là kẻ đã cướp ngân khố quốc gia. Ban đầu chúng còn khinh thường cô, nhưng sau khi Phi Yến ra tay, chúng đã biết thế nào là lễ hội. Khi dẹp loạn hết đám phản tặc, tỷ nữ của Phi Yến đã giúp cô treo chúng lên trần nhà. Trước khi đi, cô đã thông báo cho chúng biết về việc. Cô đã gửi thư cho ma nữ U Hồn Dương Tiểu Bình, đô đốc mới của phủ Đô Sát đến để xử lý, nhổ cỏ tận gốc đám thổ phỉ ở khu vực này. Riêng cô ấy sẽ đến các thành để tìm Lôi Tiên, một thành viên trong nhóm thổ phỉ của chúng. Thì ra lúc này trong giang hồ đang dậy sóng về một kho báu bí mật được giấu tại các thành. Các kỳ nhân dị sĩ, cao thủ và cả thổ phỉ trong chốn võ lâm đều muốn tìm được kho báu. Vì vậy, nơi đây bỗng trở nên náo loạn bởi những vụ giết người hàng loạt. Số người chết ngày càng tăng cao khiến quan huyện các thành vô cùng đau đầu. Và một đêm nọ, Phi Yến cùng nô tỳ đến một quán trọ sát biên giới của các thành, định rằng nghỉ ngơi lại một giờ đêm, nào ngờ lại bị tiểu nhị từ chối. Đêm đã khuya mà họ lại tìm lý do để không nhận khách, tỷ nữ tức giận xông cửa vào. May mắn là được ông chủ đồng ý cho ở lại. Phi Yến đi lên lầu để nhận phòng. Cô quan sát được xung quanh có vết tích sau các cuộc hỗn chiến, đặc biệt là mùi máu tanh khiến cô không khỏi nghi ngờ. Sáng hôm sau, quán trọ lại xuất hiện một lượt khách giang hồ, trông không mấy thân thiện. Phi Yến quan sát kỹ những thứ họ mang trên người. Biết được họ là người của Thất Tinh Môn, với 7 chòm sao trên bao vũ khí, cũng thuộc loại võ công cao cường. Không nên sinh sự, bất ngờ từ ngoài cửa lại xuất hiện một nhóm người xông vào quán. Khuôn mặt họ đằng đằng sát khí, tự xưng mình là người của Ngư Sơn, đến để tìm kẻ đã gây sự với người của giáo phái. Thanh niên bị đánh liền nhanh nhẩu chỉ ra kẻ đã đánh mình, bên kia bắt đầu có động thái khiêu chiến. Hất một chén rượu bay đến trước mặt tên râu ria xồm xòm kia. Hắn ta cũng không thua kém gì, chặn được đòn tấn công. Sau đó cả hai bước vào trận đấu. Chưa được bao lâu, họ đã bị trì hoãn bởi đám nha sai xuất hiện không đúng lúc. Vì đây là địa bàn của Ngư Sơn nên người của Thất Tinh Môn liền bị áp giải về nha môn chờ xét xử. Không muốn phiền phức, Phi Yến bỏ đi, nhưng tên bổ đầu đã yêu cầu cô ấy cũng phải theo về nhà môn. Nhân lúc cũng muốn gặp lại người bạn cũ, Phi Yến đã đồng ý. Thì ra người mà cô nói là bạn chính là đại nhân của phủ này. Ông ta là Minh Thúc, bạn thân với người cha quá cố của cô. Vốn là một quan thanh liêm, không biết vì lý do gì lại bị chuyển đến nơi thị trấn xa xôi hẻo lánh này. Ông ấy thở dài ngao ngán, nhưng lại không muốn nói ra điều trăn trở trong lòng. Phi Yến trở về phòng, cô cùng nô tỳ thảo luận về thái độ của ông ấy. Rõ ràng ông ta biết cô sẽ không giúp được gì nên mới không tiết lộ bí mật. Vừa lúc có một bóng người xuất hiện, Phi Yến liền cảnh giác. Sau khi mở cửa cô mới biết đó là con trai của Minh Đại Nhân. Tiện thể hỏi cha của cậu ấy dạo này có gặp rắc rối gì không? Lúc này tại thư phòng của Minh Thúc, ông ta đang bàn luận với bổ đầu về việc che giấu tin tức của những thi thể được phát hiện gần đây. Vừa nhắc đến cái tên Tống Ngọc, ông phát hiện bên ngoài có người liền dùng bút ám sát kẻ nghe lén. Nhưng không ngờ con trai của ông Bộ Thanh và Phi Yến đang ở bên ngoài. Nếu không có Phi Yến, có lẽ Bộ Thanh đã bị bút đâm trúng. Chỉ còn lại Minh Thúc và Phi Yến, ông đồng ý nói cho cô biết bí mật mà ông luôn cất giữ trong lòng. Tống Ngọc, cháu của Lôi Tiên đến biên giới để làm ăn và dừng chân tại Cát Thành. Vì vậy, ông đã sắp xếp một nhà trọ cho Tống Ngọc gần ngoại thành làm chỗ ở tạm. Nhưng cách đây 3 ngày cậu ấy đã biến mất một cách bí ẩn. Minh Thúc không hề biết Tống Ngọc buôn bán gì và làm ăn với ai, chỉ biết đó là công vụ của triều đình. Điều đặc biệt là đêm đó, Tống Ngọc không hề về nhà trọ. Qua quá trình điều tra, Minh Thúc chỉ phát hiện được những vết máu và vết giằng co trên đường về nhà trọ. Ngày hôm qua, ngoài thành xuất hiện vài cái xác. Tại hiện trường, ngoài tìm được xác của tùy tùng, còn phát hiện được một cái xác không đầu. Xác định qua đồ vật và y phục trên đó đúng là của Tống Ngọc, nhưng Minh Thúc có thể khẳng định đó không phải là Tống Ngọc, vì trên cánh tay trái của cái xác không hề có vết bớt. Ông ấy nhớ khá rõ là vì vết bớt này rất đặc biệt, nó có màu đỏ và là hình tròn. Sau đó, ông đưa Phi Yến đến nhà xác để kiểm tra những thi thể khác. Trong số đó có người là quan lục phẩm, chức vụ cao hơn ông ấy. Phi Yến muốn xác nhận lại một lần nữa, xem những người này có phải đi cùng Tống Ngọc hay không. Trên vết thương của họ, ngoài các vết cắt cổ còn có vết nỏ bắn. Phi Yến suy luận rằng, việc này có liên quan đến người trong giang hồ. Sâu chuỗi lại mọi việc ở nhà trọ mà Phi Yến từng ở, cô hỏi Minh Thúc về lý do dạo gần đây Cát Thành xuất hiện nhiều giang hồ đến đây gây rối. Bản thân ông ta cũng không hề biết gì về việc này. Nhưng nếu không mau phá vụ án, ông sẽ bị mất chức. Vì lo chuyện sẽ ảnh hưởng đến Bộ Thanh. Nếu lỡ có việc không may xảy ra, ông gửi gắm con trai cho Phi Yến chăm sóc. Nhưng bây giờ việc quan trọng là phải tìm ra kẻ sát nhân.
Sáng hôm sau, Phi Yến liền lên đường đến hiện trường nơi phát hiện ra vết máu. Cô cẩn thận quan sát xung quanh và phát hiện ra nơi này đã được ngụy tạo. Ngay cả nô tì cũng cảm nhận được điều đó. Cô ấy giải thích, nếu như ở đây chỉ xảy ra xô xát, máu sẽ bắn lên lá cây nhưng lá cây ở đây lại không hề dính vết máu nào. Ngoài ra nếu một người bị giết bằng đao, máu của anh ta sẽ không thể bắn ra thành giọt. Điều này cũng đủ chứng minh là ngụy tạo hiện trường nhằm đánh lạc hướng điều tra. Và một mấu chốt quan trọng, đây là máu chó máu gà không phải là máu người. Cảm thấy có nhiều nghi vấn, Phi Yến tìm đến nhà trọ phía ngoại thành tiếp tục điều tra. Lần này đến cũng như lần trước, họ vẫn bị tiểu nhị từ chối. Tỷ nữ của Phi Yến xông vào bên trong, đúng thật nơi này đã được lấp đầy khách, mà còn là khách giang hồ dữ tợn. Họ đều là những cao thủ võ lâm, nô tỳ nghe Phi Yến kể rõ từng thông tin, liền tỏ ý bái phục tiểu thư. Thì ra nơi này đang tổ chức một cuộc tỉ võ giữa các môn phái. Phi Yến vẫn điềm tĩnh ngồi ăn, tránh dòng ngó sẽ bớt được thị phi. Một tiểu nhị đã tiết lộ cho cô biết rằng, gần đây xuất hiện tin đồn thị trấn này có kho báu. Vì vậy những người muốn sở hữu nó đều đổ xô đến đây tìm kiếm. Phi Yến ăn xong vội bỏ đi, liền bị xoáy vào một cuộc thi đấu. Sau khi đánh bại được kẻ gây sự, người của nha môn liền xuất hiện. Dương Bổ Đầu cố ý bắt hết những người gây rối ở đây về, nhưng Phi Yến đã khéo léo ngăn cản. Cô ấy cần ở lại đây điều tra thêm nên kêu Bổ Đầu về trước. Người vừa đấu với Phi Yến cảm thấy cô gái này với tên Bổ Đầu có gì mờ ám. Tôi đến, hắn lén rình rập phòng của Phi Yến, không ngờ bị cô ấy phát hiện, lôi vào phòng khống chế. Bước đường cùng, hắn đành khai thông tin về kho báu. Nó là báu vật đến từ nước Vạn Hoa được chôn vùi trong cát lún. Một vị thiên sư đã hỏi ý trời và phát hiện ra rằng 49 năm cát sẽ rút một lần và thành phố sẽ lại xuất hiện, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao cứ 49 năm lại có người tìm kiếm kho báu quý giá đó. Cô mang chuyện này về nói cho Minh Thúc biết, rất có thể Tống Ngọc đến đây để tìm kho báu. Hiện trường thật có thể là xảy ra ngay trong nhà trọ. Minh Thúc nghe xong liền có ý định phong tỏa nơi đó, nhưng Phi Yến đã ngăn cản lại. Vì cô ấy muốn ở đó thêm vài ngày để tìm ra chân tướng sự việc, tránh bức dây động rừng. Phi Yến quay về nhà trọ, cô bước vào căn phòng mà Tống Ngọc ở lúc trước, phát hiện ra rất nhiều vết tích ám khí xung quanh tường. Theo các suy đoán của Phi Yến, hộ vệ đã bị giết chết từ bên ngoài trước khi sát thủ đến đây. Vì vậy khi Tống Ngọc bị ám sát mà không hề có ai đến ứng cứu, mà chính Tống Ngọc đã phát hiện ra đội hộ vệ đang bị tấn công. Anh ta đến ứng cứu và bị giết chết ngay sau đó. Tuy nhiên nơi này không có vị trí hợp lý để giấu xác. Trực giác mách bảo có người đang theo dõi, Kỳ Yến tức tối đuổi theo những kẻ bịt mặt đã chạy thoát mất rồi. Một lần nữa, Phi Yến thông báo cho Minh Thúc biết kết luận điều tra của mình. Sáng hôm sau, Bổ Đầu đến trình với đại nhân về xác chết đã bị chặt ra nhiều khúc. Trong số đó có một bàn tay có hình vết giống như của Tống Ngọc. Phi Yến lập tức cùng đám quan sai đi đến hiện trường. Nhưng trên đường đi không hề có vết máu, có nghĩa là cái xác đã được chuyển đến đây. Phi Yến yêu cầu Bổ Đầu mang xác về ghép lại cẩn thận. Sau đó cô quan sát thấy từng vết cắt trên cơ thể của nạn nhân đều mang tính chí mạng cao. Thủ pháp ra tay dứt khoát và tàn nhẫn, nhưng các vết cắt lại theo chiều thuận của tay trái. Đặc biệt nô tỳ của Phi Yến lại phát hiện ra có mỡ heo dính trên thi thể nạn nhân. Cô ấy chắc chắn kẻ ra tay chính là người thợ mổ heo hay còn gọi là đồ tể. Một điều mà Phi Yến không hề phát hiện ra, lần này cô điều tra cũng vẫn bị nghe lén. Sáng hôm sau, Phi Yến cùng nô tỳ ra đường, theo dõi và quan sát hết các tên đồ tể xuất hiện trên đường phố, bằng cách giả vờ nhận nhầm người. Cuối cùng, cô cũng đã tìm được tên đồ tể biết võ công, thuận tay trái như mình suy đoán. Tối hôm đó, Phi Yến liều mình đến nhà của nghi phạm. Trong bộ đồ đen, cô hết sức cẩn thận lấy đi miếng ngọc bội được giấu dưới gối của vợ hắn. Mình thúc xác nhận đó chính là miếng ngọc bội của Tống Ngọc. Tên đồ tể này vốn đã từng bị bắt vì tội đánh người, nhưng sau khi đi tù, hắn cải tạo tốt nên được ân xá trước thời hạn. Hiện giờ đã có vợ, tại sao hắn lại bước chân vào con đường cũ? Liệu rằng có người đã mua chuộc hoặc đứng sau âm mưu này? Minh Thúc muốn thẩm vấn hắn trực tiếp, nhưng một lần nữa Phi Yến lại ngăn cản. Vì họ cần phải dùng hắn làm mồi nhử, thả con tép bắt con tôm, buộc kẻ đứng sau phải lộ diện. Phi Yến theo dõi tên đồ tể đến nhà trọ, hôm nay hắn giao hàng thịt đến đây. Cô ấy cũng vào trong giả vờ mua một ít rượu, vô tình quan sát được bàn tay của lão chủ quán có điều gì đó bất thường. Phi Yến mang chuyện này về kể cho Minh Thúc nghe, cô xác nhận ông chủ quán trọ có thể là Lôi Tiên. Vì nhìn đốt ngón tay của ông ta bị đen, ngón út luôn co lại để giữ đồ vật. Đó cũng là thói quen từ khi tập luyện trưởng ma bốn ngón, một trưởng đặc trưng của Lôi Tiên có tên là Tam Ma Đầu. Biết được kẻ chủ mưu đằng sau không hề đơn giản, tối đó Phi Yến quyết định quay về nhà trọ. Cô tìm đến phòng trọ của một cao thủ võ lâm, định thỉnh giáo đôi điều, nhưng gọi mãi không thấy hồi âm. Cô xông cửa vào, phát hiện xác ông ta nằm dưới đất. Phi Yến kiểm tra biết được ông ấy chỉ mới chết không lâu. Cô lại tìm được một túi thơm dưới gầm tủ. Khi cô vừa suy đoán ra được thủ pháp giết người của tên sát nhân, Phi Yến chạy sang căn phòng bên cạnh, phát hiện thêm một cái xác.
Đúng lúc này thì một toán người trong giang hồ liền ập vào phòng, xác định Phi Yến là kẻ giết người. Chẳng mấy chốc Minh Thúc được triệu hồi đến thụ lý vụ án. Ông cho mang hai cái xác về, nhưng sau đó lại cố tình bứt dây động rừng cho người bắt vợ của tên đồ tể về thẩm vấn. Để tránh hắn trốn thoát, ông đã ra lệnh cho binh lính đóng tất cả các cửa thành. Phi Yến nghe xong liền chạy đến cổng thành. Thì ra tên đồ tể đã có mặt ở đây với ý định rời khỏi thành nên bị đám lính giữ lại. Lúc này Phi Yến và Minh Thúc cũng đã đến. Khi vừa thấy ông ta, tên đồ tể liền phóng dao đến. Cũng may ông ấy võ công thâm hậu nên đã né được. Không ngờ khi Phi Yến vừa quay lại, tên đồ tể đã bị ai đó ám sát. Cả hai cùng trở về nha môn. Phi Yến có ý định thẩm vấn vợ của hắn, nhưng không ngờ cô ta cũng đã chết không đối chứng. Nhìn từ vết thương trên cổ, Phi Yến nhận ra cô ta chết vì bị ai đó siết cổ từ phía sau. Nhưng Minh Thúc không hề nói thêm điều gì, vội vàng cho kết thúc vụ án. Phi Yến đem lòng sinh nghi. Tối đó, không ngờ Minh Thúc lại bị thích khách tấn công. Khi Phi Yến và Bộ Thanh đến nơi, hắn ta đã cao bay xa chạy. Bộ Thanh vào thư phòng của cha, anh phát hiện trên bàn có một lá thư. Đọc nó xong, Bộ Thanh rất tức giận. Phi Yến sau đó yêu cầu tỳ nữ mang bức thư đến cho một nhân vật quan trọng. Còn bản thân mình đến gặp Minh Thúc để hỏi, Tống Ngọc đến Cát Thành để làm gì? Khi ông ta trả lời không biết, Phi Yến liền xoáy vào trọng tâm vấn đề. Tống Ngọc mất tích tại nhà trọ, trong khi ông là người đã sắp xếp cho Tống Ngọc nghỉ ngơi tại nhà trọ mình chỉ định. Đồng thời gài tay sai của mình vào băng nhóm giang hồ trong quán trọ. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Minh Thúc. Ông ta cười phá lên, phủ nhận hoàn toàn mọi chuyện. Để Minh Thúc tâm phục khẩu phục, Phi Yến đã đưa ra dẫn chứng. Minh Thúc là người mời Tống Ngọc đến cùng hợp tác tìm kho báu với ý định muốn nịnh nọt để được tâng bốc. Nhưng trước đó ông đã cho sao chép hai tấm bản đồ y hệt nhau, dùng phòng trọ của Tống Ngọc làm nơi cất giữ hai tấm bản đồ cho đất nước. Nhưng vì biết hắn ta là một kẻ xảo trá, hắn cũng sẽ trở mặt ngay khi kết thúc việc tìm kiếm kho báu, giết chết Minh Thúc để chiếm đoạt kho báu cho riêng mình. Minh Thúc đã âm thầm tìm ra hai mảnh bản đồ kho báu trên người của Tống Ngọc để lấy thông tin, tuy nhiên sự việc lại bất thành. Vì vậy ông ta đã giết người diệt khẩu. Phi Yến cũng biết được ông muốn cô ấy ngừng điều tra nên đã bày ra hai vụ án mạng nhằm đổ tội cho cô. Chưa kể, ông ta còn lần lượt giết những người có liên quan đến quán trọ đó, vì sợ họ ở lâu ngày sẽ phát hiện ra tấm bản đồ kho báu. Sau đó, vợ chồng tên đồ tể đều bị ông thuê người giết để diệt khẩu. Lúc này có một lá thư gửi đến cho Minh Thúc, thì ra Phi Yến đã lén sai nô tỳ đưa cáo trạng đến quan cấp trên. Minh Thúc không hề tỏ ý sợ hãi, còn uy hiếp ngược lại. Nếu như cô đồng ý đưa tấm bản đồ còn lại, ông ta sẽ hòa giải. Khi Phi Yến không đồng ý, Minh Thúc đã đưa tấm bản đồ của mình cho cô ấy. Nếu không tìm thấy kho báu, họ sẽ bị chôn vùi trong cát. Sáng hôm sau, Phi Yến lên đường tìm kiếm vị trí kho báu. Nhưng theo sổ sách và vị trí địa lý của nước Vạn Hoa, đây là một mảnh đất rất xấu. Chống lại thiên địa nhân tam giới, nếu người nào sở hữu kho báu của đất nước này, đó là một sự bất hạnh. Phi Yến xác định được lối vào hang của kho báu. Sau khi họ đào xong thì phát hiện một đường hầm. Phi Yến bị buộc phải đi cùng đám người kia. Nhưng phía dưới thật sự rất nguy hiểm, có rất nhiều cạm bẫy, ám khí được đặt ra. Nhưng từ cảm xúc trên mặt của ông ấy đã khiến Phi Yến đi ngược lại suy đoán ban đầu của mình. Thực chất Minh Thúc chỉ muốn thăng quan tiến chức, ông không hề có ý định giết chết Tống Ngọc. Khi biết tin Tống Ngọc đã chết, ông vô cùng bối rối nên mới có ý định mời Phi Yến về để giúp điều tra vụ án. Nhưng không ngờ, sau khi ông phát hiện kẻ giết người chính là Bộ Thanh con trai mình. Vì bảo vệ cậu ấy, ông đã dụ Phi Yến vào chồng. Nhưng Minh Thúc đều phủ nhận mọi tội lỗi của mình. Chỉ đến khi họ đi sâu vào bên trong, họ phát hiện Bộ Thanh đã đợi ở đây từ trước. Ông tức giận đến đánh con trai mình, thì ra hắn ta đã quá mê mẩn Phi Yến, quyết tâm muốn lấy kho báu và cùng Phi Yến trở thành người quyền lực nhất đất nước. Không ngờ Bộ Thanh đã bị người của Vạn Hoa Quốc giật dây, nghe lời sằng bậy cấu kết phản quốc. Sau khi lấy được kho báu, người của Vạn Hoa Quốc sẽ giúp anh ta tấn công lại nhà Minh, đưa anh ta lên làm hoàng đế. Phóng lao thì phải theo lao, cha con Minh Thúc vẫn muốn tìm kho báu. Và cuối cùng thì họ cũng tìm được thứ họ mong muốn. Một cung điện nguy nga tráng lệ hiện ra, trước mắt họ đều là vàng. Nhưng trong mắt của Phi Yến, nó chỉ là một đống sắt vụn, không hề đáng giá. Cha con họ bắt đầu nổi loạn, ảo tưởng mình là hoàng đế, điên cuồng ôm lấy giấc mộng phù phiếm xa hoa. Xung quanh bỗng rung chuyển dữ dội. Phi Yến cố gắng đánh thức Minh Thúc, khi nơi này sập xuống nước, Vạn Hoa sẽ biến mất. Nhưng ông ấy vẫn quyết ngồi lên ngai vàng. Không ngờ trong lúc hỗn loạn, con trai ông vì vấp ngã đã va chạm vào cơ quan mật. Bên trong liền phóng ra một cây kiếm sắc bén, đâm thẳng tới Bộ Thanh. Tuy đang điên loạn, nhưng Minh Thúc vẫn còn ý thức được việc con trai đang gặp nguy hiểm. Ông đã dùng thân mình hy sinh cứu cậu ấy. Trước lúc lâm chung, ông đã thấu hiểu sự đời. Nhận ra mình đã sai khi dẫn dắt con mình đi vào đường tội lỗi. Bộ Thanh vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm lại từ đầu. Phi Yến hứa rằng sẽ chăm sóc cho cậu ấy, sau đó lôi Bộ Thanh ra ngoài. Giữa trời đất rung chuyển thế này, Bộ Thanh vẫn ngoan cố muốn chạy vào trong tìm kho báu. Phi Yến cố gắng đến mấy vẫn không thể cản được.
Khi Bộ Thanh đi đến một mật thất, bên trong toàn là sách. Tất cả đều là những thiên thư, kinh văn, sử sách từ các triều đại để lại. Và đó cũng chính là kho báu mà người đời truyền tụng bấy lâu nay. Nhưng Bộ Thanh vẫn u mê không nhận ra, cuối cùng đã bị giá sách đè chết. Khi Phi Yến trở về nhà trọ, cô ấy liền giao đấu với ông chủ nhà trọ. Cuối cùng đã lột được lớp mặt nạ của ông ta, xác nhận hắn chính là Lôi Tiên, tội phạm truy nã của triều đình. Đồng thời cô cũng thực hiện lời hứa với Bộ Thanh mang câu chuyện thật sự về kho báu nói cho mọi người biết. Hy vọng sẽ không còn ai phải tranh giành, đổ máu vì thứ hữu danh vô thực ấy nữa. Bộ phim đến đây là kết thúc. Tri thức chính là món quà vô giá mà những người đời trước để lại cho chúng ta. Có tri thức, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.